Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Ngày hôm nay tôi mới tìm được một cái map ở trên tuyển chọn menu bạn ạ. Map này thì được xây ngày 22 tháng 4 rồi, có 4 vạn lượt tải rồi, cũng nói chung là cũng không phải là mới đâu các bạn ạ. Nó cũng có khá là nhiều người tải rồi mà tuy nhiên bây giờ mình mới chơi bạn ơi. Rồi, nhìn qua ảnh bìa trông có vẻ là nhìn có vẻ như là một cái đường hầm này, xong có màu đỏ thứ bạn ạ, trông có vẻ bí ẩn phết các bạn ơi. Map này thì có tên là Thoát Khỏi Giấc Mơ. Nghe có vẻ căng phết bạn ạ, một cái map parkour. Nhưng mà ghi là đề nghị chơi với bạn bè của bạn sẽ giúp chơi dễ dàng hơn. Ủa mà parkour thì chơi đông người chỉ có lát thôi chứ đâu có dễ dàng hơn nhỉ? Không biết là có yếu tố giải mã gì không bạn ạ, thì ok. Hôm nay chúng ta hãy cùng trải nghiệm thử cái map Thoát Khỏi Giấc Mơ của bạn Pokemon. Ok, thì gọi để coi xem map này có gì hay, có gì thú vị không các bạn nha. Trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Một sao làm ID này, chắc là ID người xây phụ có thứ gì bạn ạ. Ok, rồi tôi vừa vào thấy là thật lag nhở. Tôi giảm tầm nhìn xuống một chút bạn ạ cho đỡ lag. Ok. Từ phải chỉnh tiếng bạn ạ, vừa vào toàn tiếng Trung tiếng Tàu gì thế này, chả hiểu gì luôn bạn ơi. Đây, anh em nào mà chơi trên PC hay trên điện thoại ấy, thì nhớ vào đây này, chọn quyển từ điển này, chọn qua tiếng Việt này, đó. Sau đấy mới chơi bạn nhá. Ok. Đấy, bây giờ có tiếng Anh. Ủa? Ủa tiếng Việt đâu? Ủa tiếng Việt đâu? Ở đây, may quá có rồi. Nhấp vào để kiếm tiền tăng 75%. Không xem quảng cáo được. Cày thế nữa. Bạn đang ngủ trong phòng ngủ của mình. What the hell, phòng ngủ gì trông như cái nhà tù vậy. Ok à, nhưng bạn đột nhiên thức dậy. À thì ra thế, đọc chưa hết story anh em hề. Nhưng bạn đột nhiên thức dậy ở một nơi bạn không biết. Bạn phải ra khỏi đây. Ok luôn. Cười lớn. Bạn là ai và bạn đang ở đâu? Tôi là ABCXYZ đã đưa bạn đến đây. Đây là khu vực mơ ước ABCXYZ. Tại sao bạn đến đây? Ok rồi, biết thế rồi. Ok bạn ơi, lòng quá. Tóm lại là chúng ta phải thoát khỏi đây đúng không? Hiểu rồi. Ok. Còn mắt parkour gì mà cho hỏi kiếm như cả rác các thứ mũ này. Kiếm thánh. Ok. Sao em súng, súng gì? Kiếm thánh, súng thánh luôn các bạn ạ. Lùa xin. Yêu khỉ không, yêu khỉ để chuyển à. Lava bạn ạ. Ok. Rồi, tôi vẫn đam mê quỷ chuyển thôi. Ui, map này trông có vẻ xịn sò con bò đấy các bạn ạ. Ây da. Hey, nhìn cũng có vẻ cũng khó đấy. Ui, khá là khó đấy bạn ơi. Ây da, map này có vẻ cũng căng đấy. Bạn nào mà chơi PE thì úi dồi ôi, cũng hơi bị rén nào. Rồi, tôi chơi PC đỡ rén hơn một chút. Nhưng mà anh em nào chơi PE thì có thể xem quảng cáo được nhờ. Xem quảng cáo thể lấy một vài công cụ giúp nhảy dễ hơn. Còn anh em chơi PC thì không xem quảng cáo được. Thế mới cay bạn ạ. Mới bán bằng đậu bằng xu ơi. Ồ, lá chắn này, mà cái này bán bằng xu bạn ạ. Một xu nghĩ cũng khá là rẻ. Ok. Rồi, mấy này chơi cũng khá là mượt đấy chứ nhỉ. Được của nó đấy bạn ơi. Uầy, căng nè, map này chung là cũng căng đấy bạn ạ. Ấy da. Ấy da, map này mà PE chơi là cũng hơi bị thốn nè. Hoặc là bạn nào mới chơi parkour hơi núp núp một tí thì nghĩ là căng đấy. Ủa mà map này mình thấy là ôi, map này mà chơi đông người ấy, thì chỉ có tắc đường các thứ loạn thôi nhỉ, chứ đâu có thấy ghi là chủ bác bảo là chơi đông người sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua hơn. Chứ mình nói thật, cái cột này nhá, mà tầm khoảng 5 người nhảy hay 10 người nhảy á, tắc đường sấp mặt luôn, nhảy không nổi các bạn ạ. Nhờ, mát này cái đường parkour cũng khá là nhỏ mà đâu có rộng đâu, sao cột này cao tê mà không lưu rồi xin bạn. Ui, map này mình thấy là chơi đông người là chưa chắc ổn đâu nha. Ok này. Úi dồi ôi, map mới lên bạn ạ. Tưởng cái gì nhìn mờ ám ấy nhở. Ok, mình sẽ đè xin đi qua. Ok, chắc không gì đâu. Lưu hồi xin nhỉ. Ây da. Bác Hồ bảo em chọn con đường này. À, sai rồi bạn ơi. Đấy không, tác hại của việc không có quyền di chuyển rồi rất là lâu luôn bạn ạ. Đây còn bị dính cái này nữa. Trời ơi, mày cho cái này làm cái gì. Anh em thấy không, trời ơi, map này lên tuyển chọn các thứ cũng mấy vạn lượt tải thôi, sao là không tiếp thu ý kiến được. Cho cái quyển di chuyển vào đi xem nào. Bây giờ thì sao chết rồi, xong rồi ông này thì tóm lại ông mày làm cái này làm gì đây. Bây giờ không rơi vào lava được bạn ạ. Cay tê được. Cuối cùng tôi phải tự lấy quyển di chuyển bạn ơi. Rồi ơi, xây map parkour. Đấy rồi, rồi xong rồi. Bắt tôi nhau. Rồi xong luôn. Bây giờ không biết rơi xuống lava kiểu gì đây. Ông chủ map thiết kế map kiểu gì đây. Rồi ơi, không biết map rồi.
cay thế nữa. Ok bạn ơi, đề nghị map này chúng tôi xây cũng 3 tháng rồi mà không thấy có đóng góp ý kiến gì bạn ạ. Đây may quá, có này này, đề nghị chủ map xem xét lại cho quyền dịch chuyển vào chứ không ít nhất thì bỏ cái xoay xoay này đi. Không hiểu cho cái xoay xoay này nó có công dụng gì bạn ạ. Ủa map này còn cao trên tít trên kia các bạn ơi. Rồi đề nghị là cho ngay gửi chuyển vào nhá. Ok này, hơi buồn. Mắt này mình thấy cũng lâu rồi mà nhở, 3 tháng rồi mà không thấy có ý kiến gì nhở. Chả thấy có ai bình luận góp ý gì bạn ạ, mà chủ bác cũng chả sửa gì nhở. Ơ mắt này cập nhật gần đây nhất là tháng 4 thì mình nghĩ là mắt này phải xây trước đấy rồi bạn ơi. À, có thể là chắc là chủ mắt nghỉ game không chơi nữa, không có cập nhật thêm gì nữa, mình đoán vậy. Nhưng mắt này mình thấy là cái xoay xoay kia rất là vô lý nhá. Đấy, cái lava mục đích là để nhảy xuống để có thể là kiểu để chết để chơi tiếp đúng không? Mà ông này làm cái xoay xoay hơi bị vô lý. Mắt nhìn chung mình thấy cũng khá là hay đấy, mỗi tội là bị cái chỗ lava thôi. Đấy, một là bỏ cái đấy đi, hai là cho kiểu chuyển vào đấy. Rơi không chết này, rơi từ đây xuống mất 10 máu này đó. Không, mà nhảy cầu hẳn đây xuống này. Em mình phải đứng lựa góc đấy, phải lựa góc ở đây, lựa góc. Ui rồi ơi, lựa góc thế rồi mà. Ok luôn đấy. Bây giờ cái việc chết nó còn khó hơn việc nhảy bạn ạ. Nhảy đến mắc cua thì dễ đấy, trong khi cái việc mà để làm sao mà chết được có khi còn khó hơn đó. Thơ thực thơ. Ui chết thôi, chỗ này bị vướng gì nhở. Từ ok kệ đi, bắm từ vào đây này. Ok thế cho nhanh bạn ơi. Rồi hơi buồn một chút, map không cho quyền dịch chuyển bạn ạ. Ui nhảy map là khó thế, map này để map này nhiều khó chứ. Ui map này chính ra nhảy khá là khó đấy, chết khá là nhiều đấy. Đề nghị là chủ map nào còn chơi game này thì có thể cho quyền chuyển vào nhá. Chắc mình sợ, mình nghĩ là chủ map cũng không chơi nữa hay sao á nhở. Map này cũng ngừng cập nhật rồi này. Đó, ok. Ủa ơi, map này bắt nhảy thốn đấy. Ok này. Đi đâu đây? Ủa, à, lava. À đấy, map này còn cho 200 máu nữa, sợ thật sự. Bảo sao chết lâu. Nhảy xuống mãi không chết bạn ạ. Đấy, ở trong mắt này còn nhiều bất cập lắm, nên đầu tư quyền để chuyển nha. À mắt này VIP luôn đó. Ok, đâu nào đây? Bên này à? Đây. Để trên bánh xe bạn ạ. Rồi. Ok luôn. Mắt này nhìn chung chơi khá là hay. Được. À, bị mỗi cái là chỗ lúc nhảy xuống dưới thôi, lúc bị rơi thôi bạn ạ. Hơi mất thời gian. Cái xoay xoay đấy. Đến giờ mình tôi cũng không hiểu là cái mục đích cái lava để người chơi rơi xuống để chết xong rồi chơi tiếp. Không hiểu sao lại làm cái xoay xoay rồi nhỉ. Tôi đã không hiểu mục đích của chủ map là cái gì nữa. Hơi buồn các bạn ạ. Nó còn để 200 máu nữa. Hơi bị khó hiểu. Có cả đây là map parkour cơ. Mà map parkour là khuyên chơi đông người. Mà đường có thấy không? Có mất một đường nữa đấy. Có mất một đường. Mà lại chơi đông người để có thể dễ dàng chiến thắng hơn. Chết rồi, rồi sao rồi? Chết rồi. Oh my god, nhảy cầu à? Nó còn lava ở đây bơi xuống các bạn ơi. Ui, ông chết khá là lâu bạn ạ. Đấy. Còn đếm số thêm mấy giây nữa. Đó. Khá là lâu bạn ạ. Nói chung là map này thấy ấy. Ui, từ chết. Chỗ này nhảy hơi rén, kiểu bấm nút chạy quên bấm nút chạy bạn ạ. Ok. Rồi, tập trung này. Ok. Ui. Ok, rồi. Ui gì đấy? Ôi, bây giờ có cả quái vật à? Mày này. Con ma này. Còn, ôi, rất là ma thế à? Thì ra đến cái level này là level chuyển qua level giải mã. Ôi, đừng bảo tôi là phải tìm tất cả những cái dương trong này nhá. Thế đến sáng mai à? Lỗ. Ôi rồi ôi. Từ bạn ơi. Ôi, tôi bỏ qua được. Ôi, sao mà tìm được? Thế này bị vô lý quá, không được. Mất tìm hết tất cả các dương này thì sáng mai à. Đến đây là hơi bất cập nha. Ôi dồi ôi, chết tôi rồi. Map này đến đây là khổ lắm bạn ạ. Thế này khác gì thách thức thành hài đâu. Tìm thì tìm được ấy, nhưng mà lâu quá, với cả nó không đáng là mình tìm lắm. Bởi vì ít ra phải có cái logic hay hướng dẫn gì đấy chứ. Mất tìm cái này khác gì mò kim đấy bể được. Nhiều quá bạn ạ. Thôi, chắc là ok, video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Ok, tôi xin phép là đầu hàng các bạn ạ. Ok, các anh giết em đi đấy. Các em giết em đi. Ok, tôi sẽ để lại một vài bình luận. Ở map này chắc là cho 4 like đi, 4 like. Map chơi thôi cho 5 like ủng hộ vậy. Mà không để cử đâu, map chơi khá ok. Tuy nhiên
Tuy nhiên nên cho quyển dịch chuyển hoặc bỏ máy xoay ở dưới đi nhé. Đấy, đoạn đánh ma tìm cần gạt nên cho hướng dẫn nha. Đấy, ok, đó thì thôi, chắc là mình sẽ bình luận vậy thôi bạn ạ. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc vậy thôi. Map này nhìn chung là chơi cũng được, nhưng mà nên cập nhật thêm vài cái nữa. Đây, mình sẽ coi thử xem là chủ map có cập nhật thêm cái level nào không. Đây, level này mình nhìn thấy khá là hay này, nhưng mà tuy nhiên mình không chơi được tiếp được, hơi buồn các bạn ạ. Tôi không chơi tiếp được cái đoạn hình như là chủ map là người Thái Lan. Chủ map là người Thái Lan các bạn ạ. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Cái này chắc là Google dịch này. Các bạn có ý kiến đóng góp gì muốn mẹ béo làm giúp mình nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.